Hầu như là anh em đều biết tên cầu thủ này ha. Thì sau khi mà mình thấy cái tool nó bị lỗi á, mình có gọi cho anh Bảy nè, nói sao ông cập nhật cái tool mới lên chứ để anh em chạy nó bị lỗi hoài. Thì anh nói là anh mới cập nhật xong á anh em, thì giờ anh mắc đi chơi với đám bạn rồi ha. Thôi anh đi chơi kìa anh, thì giờ mình tập trung mình ba bát con máy này giúp anh khách nha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận bypass cho anh khách cái máy mà nó bị quên mật khẩu không khả dụng nữa các bạn. Máy nhận sim có sóng tên nhà mạng đầy đủ các bạn ha. Trên kênh mình chia sẻ một số cái tool đó, trong đó có cái tool 007 RAM disk nè. Mình nói khá là kỹ mà sao cũng có nhiều bạn chạy nó bị lỗi các bạn, giống như lỗi driver hay là lỗi boot RAM disk gì nè. Hầu như là anh em đều biết tên cầu thủ này ha. Thì sau khi mà mình thấy cái tool nó bị lỗi á, mình có gọi cho anh Bảy nè, nói sao ông cập nhật cái tool mới lên chứ để anh em chạy nó bị lỗi hoài. Thì anh nói là anh mới cập nhật xong á anh em, thì giờ anh mắc đi chơi với đám bạn rồi ha. Thôi anh đi chơi kìa anh, thì giờ mình tập trung mình ba bát con máy này giúp anh khách nha. Khi mà cái máy nó bị mật khẩu á các bạn, mình ghim vô máy tính á, thì cái máy tính nó không có nhận được cái điện thoại ha. Cái này là chuyện bình thường nha. Thì mình làm những cái máy backcode hay là vô hiệu hóa, đầu tiên là mình đưa về chế độ recovery. Ví dụ cái máy này là mình phải vừa ghim cáp để giữ phím nguồn hoài luôn. Cứ từ iPhone 8 trở lên á là các bạn vô recovery như cách mình nói á là hầu như là ok nha. Rồi sau khi vô recovery á thì các bạn mở cái tool kiểm tra cái iOS của cái máy trước. Ví dụ máy này là iOS 16 nè, 16.7.8 gì vậy các bạn, khá là mới ha. Rồi giờ mình không có làm cái tool này, chuyển qua cái tool 007 RAM disk để mình bypass qua thử ok không nha. Thì đầu tiên như thường lệ thì mình hay kiểm tra cái driver của cái máy tính trước. Driver nó nhận cái máy đầy đủ á thì mình tiến hành mình chạy nha. Như cũ thôi. Thì các bạn làm những cái máy backcode á thì mình phải vô chế độ bonus nick cho nó trước để mình backup được cái file backcode á mình mới làm nha. Như là cái tool nó kêu đưa vô chế độ DFU, các bạn đưa vô bình thường thôi. iPhone 8, 8 root trở lên á thì phím home á là nó phím home cứng, thì mình giữ phím nguồn với là volume trừ. Rồi các bạn nhịp nhẹ hợp lý rồi buông nguồn giữ volume trừ. Một lát là cái tool nó sẽ báo là máy đã vô chế độ DFU thành công. Các bạn vô DFU không được thì các bạn vô lại thôi. Cái này nó cũng không có gì ha. Sau khi mà máy vô DFU thành công á, trên tool nó kêu mình bấm vô cái chữ check device nè, các bạn bấm vô là tự động nó kiểm tra coi thử cái tool nó nhận cái máy của mình rồi nó vô chế độ bonus nick cho mình luôn nha các bạn. Tool này thì nó chạy bonus nick tự động ha, tùy theo tool các bạn làm nha. Ví dụ như cái tool này á thì mình làm bytecode thì mình làm ở cái phần trên, còn các bạn nào làm hello á thì các bạn làm phần dưới. Nhiều lúc các bạn máy nó bị hello á, các bạn làm cái phần mà bytecode á thì không có được ha. Mình nói khá là kỹ thì anh em chịu khó lắng nghe với lại coi cho hết video thì mình hiểu hơn ha. Khi mà nó có được driver DFU á thì cái tool nó từ từ nó sẽ vô chế độ bonus cho mình nha các bạn, đợi ha. Rồi tool báo vô bonus thành công nè. Mời đẹp. Sau khi vô bonus thành công á thì mình tiến hành mình boot RAM disk, nhưng mà thường thường các bạn boot nó sẽ bị lỗi ha. Ví dụ bạn này nói nè, hay bị lỗi sending gì nè. Có nghĩa là thường thường mình boot RAM disk á thì cái driver mình bị sai, mình boot là nó lỗi liền ha. Giờ mình phải cài lại cái driver USB cho nó. Mình gỡ cái driver DFU này đi. Thì các bạn làm từ từ là các bạn làm được. Cái này mình làm á thì mình cái cổng cáp á thì mình xài cáp tiếp A nha. Đừng có xài cáp tiếp C nha các bạn. Nhiều lúc mấy cái cáp tiếp C, cáp đời mới á, có khi nó boot làm rít nó hay bị lỗi ha. Các bạn nhớ giùm mình nha. Rồi iOS 16 trở lên thì mình bấm boot làm rít cho nó thôi. Cái này thì mình đợi, mình đợi cho nó boot làm rít. Đợi khá là lâu ha. Khi nó tải cái file từ server chủ về khá là lâu, các bạn cứ ăn uống cà phê cà pháo gì đó đi, rồi đợi cái máy cho nó chạy thôi. Khi mà nó tải về được nó giải nén rồi bắt đầu nó sending những cái file gì đây, các bạn kiểm tra coi thử nó lỗi cái gì không nha.
A few moments later. Thường thường á, nó send in 1, 2, 3. Rồi thường thường nó đến cái send in 4 á, là nó hay bị kẹt ở 30% nè, các bạn thấy không? Thì cái con này thì mình để mình coi thì nó kẹt không hay là nó vượt qua được nha. Các bạn chờ một xíu, chứ nhiều lúc các bạn nôn quá các bạn thấy nó chạy lâu rút ra làm lại là không có được nha. Cái này mình làm thì tool free mà, thì mình làm mình phải có kiên nhẫn một xíu nha các bạn. Đó, nó send in ok nè. Rồi như vậy thôi. Vậy là nói chung anh Bảy này cũng uy tín đó anh em ha. Anh mới nói cập nhật gì cái tool đó. Mình lấy cái tool đó, mình chạy thử cái máy này, mình thấy nó thành công nè. Ok, cảm ơn nha em trai. Rồi như vậy mình tiếp tục thôi các bạn. Mình đợi cái tool nó boot ram disk thành công á. Rồi bắt đầu nó chết SSH. Rồi như thường lệ mình backup lại cái file passcode ha. SSH thành công nè. Ok. Rồi tiến hành mình backup lại cái file passcode. Gặp những cái dòng mà thấp thấp bị mật khẩu các bạn, tốt nhất là mình backup lại ha. Chứ nhiều lúc mình kiểm tra iCloud mình thấy ốp á, mình restore về nó cũng khá là nguy hiểm ha. Các bạn cứ backup lại cái file passcode mình thủ trước đi. Nhiều lúc xui xui nó iCloud ẩn hay gì đó thì mình còn có file á, mình reset lại nha các bạn. Sau khi backup này nó kêu mình xóa cái máy không. Các bạn thấy nó backup lên trang chủ á, trên server thành công á, thì các bạn cứ mạnh tay mình bấm xóa đi. Hiện tại. Rồi mình đợi nó xóa máy thành công nè. Xóa về màn hình hello á các bạn. Thì các bạn muốn lấy lại cái file backup để phòng hờ sau này thì các bạn bypass lại, reset lại á, thì mình lên cái Telegram của cái admin á, mình tải cho mình nha. Rồi các bạn đợi cho nó về màn hình hello. Là màn hình xin chào á, màn hình khóa chủ sở hữu, màn hình khóa kích hoạt các bạn. Máy này iOS 16.7.5 nè. Tình trạng thì mình kiểm tra thì mình thấy có tài khoản iCloud, khách hàng quên rồi các bạn. Quái cả đái nữa luôn. Rồi khi này thì mình đợi cái máy nó lên màn hình hello. Rồi mình tiến hành mình acti tới cái bước mà khóa kích hoạt á. Rồi mình mới bypass lại nha các bạn. Các bạn nhớ giùm mình nha, đừng có làm nhanh quá. Mình làm nhanh quá nhiều lúc mấy cái tool này free á, mình làm có khi nhanh tay lẹ mắt quá, có khi nó mất thông báo nha. Mình làm cái này là mình làm kỹ luôn nha các bạn. Rồi khi lên màn hình hello á, các bạn hãy khoan boot ram disk lại nha. Mình cứ kết nối wifi, acti vô cái bước mà khóa chủ sở hữu á. Rồi mình lặp lại cái bước số 1, số 2. Rồi bắt đầu mình reacti cái file passcode. Nó như vậy thôi. Giờ mình vô lại cái bước số 1 nè, chạy lại cái bow init. Rồi mình boot ram disk. Thay vì mình backup passcode thì mình reacti cái file passcode là xong xuôi thôi. Nó đã boot ram disk, nó đã ram disk thành công, backup thành công á. Là thì mình làm lại thoải mái các bạn ha. Rồi vô để bow lại thành công nè. Rồi làm như cũ thôi. Trên kênh mình cũng khá là nhiều video về 007 á. Các bạn có xem thì ủng hộ giúp mình. Vỗ tay, vỗ tay. Cái này thì nên chạy thì các bạn đợi nha. Cái này nó vô bước bonus này nó khá là lâu. Khi mà vô bonus á, các bạn thấy nó vô lỗi hay là gì á, thì mình vô bonus bên thứ ba cũng được nha. Ví dụ mình dùng Gator Window One List hay gì nè các bạn. Thoải mái ha. Rồi trước khi boot á, thì mình nhìn driver một lần, sai driver thì mình sửa thôi, này cũng không có gì ha. Rồi làm xong xuôi thì các bạn kiểm tra sóng sánh nghe gọi rồi lại, rồi giao khách hàng thôi. Mời đẹp. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.